Hồi bé con học lớp 1, 2 do nhà nghèo vì vô minh nên lúc nào cũng thấy thiếu thốn. Thấy những bạn giàu rất thèm được như bạn nên xin tính trộm cắp hay lấy tiền của ông bà và bố mẹ đi học mua quà này nọ cho bằng bạn bè. Giờ lớn lên gặp Phật Pháp mới hiểu về giới không trộm cắp. Giờ đã trưởng thành đi làm kinh doanh như công việc thường. Xuyên phải gặp những khách hàng chây ì có ý muốn xù nợ của con. Sư cho con hỏi liệu có phải do quả báo của hành động từ nhỏ của con không ạ? À? Sư không có thần thông, sư không có thần thông để biết chính xác là đó có phải cái hiện báo nghiệp của quý vị hay không. Tuy nhiên thì có một cái vấn đề như thế này là khi chúng ta tạo các nghiệp bất thiện là chúng chẳng những chúng ta gieo hạt giống bất thiện để sau này nó trổ quả mà chúng ta còn tạo những điều kiện thuận lợi ví như là chúng ta tưới nước, chúng ta bón phân, chúng ta chăm sóc để cho những cái quả, những cái nhân ác quá khứ thuận lợi trổ quả, những cái nhân gần với nó sẽ trổ một cách dễ dàng. Giống như trường hợp này á, có một khả năng là khi mình phạm cái tội trộm cắp á, là mình đang bồi dưỡng, mình đang giúp cho những cái quả xấu của nghiệp trộm, những cái nghiệp trộm cắp quá khứ nó trổ sớm và nó trổ nhiều để chúng ta phải chịu cái quả như thế này. Tức là những cái nghiệp tương ưng nó sẽ dễ dàng trổ hơn chứ không nhất thiết phải đúng cái nghiệp đó. Cho nên là mình muốn khắc phục thì mình chỉ có cách là mình giữ giới và mình bố thí. Để chi? Để mình tạo cái môi trường không thuận lợi cho các cái quả xấu nó trổ. Thì như vậy đó, các quả xấu nó sẽ khó trổ hơn. Và nếu như nó trổ thì nó sẽ trổ với cái mức độ nó èo uột, nó ít hơn. Và sư cũng xin phép qua câu hỏi tiếp theo, tại vì câu hỏi nó nhiều.